Chào tất cả các bạn. Trong cái video lần này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu về cái một số cái câu lệnh ở trong thư viện CityPy.h này đấy. Đó là câu lệnh indigit này. Đấy. Mình có thể viết ra cho các bạn xem. In đấy. Cái về cái ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của cái indigit này tức là nó sẽ đếm cái số số ký tự là chữ số ở trong một cái sâu cái chuỗi đấy. Đấy. Đó là một cái lệnh dùng để kiểm tra đấy, kiểm tra cái số ký tự là số ở trong một cái chuỗi. Đấy. Ở đây thì mình sẽ xét đến một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Sau đây thì mình sẽ giải thích cái đoạn chương trình này. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo một cái biến y khởi tạo giá trị cho nó bằng không, và sau đó sẽ như cũng như cái những cái video lần trước thì mình cũng khai báo cái chuỗi A sẽ bằng một cái chuỗi gì bất cứ gì đó. Đấy. Và sau đó dùng một cái vòng lặp while. Ở đây thì mình sẽ dạy dùng một cái vòng lặp while và sau đó in ra cái số ký tự đầu tiên là số. Đấy. Ở đây thì mình sẽ chạy cho các bạn xong rồi đó, mình sẽ giải thích cho nó. Ở đây mục đích của mình là in ra cái số ký tự là số của cái sâu A này. Đấy. Đây. Ở đây thì nó đã cho ra kết quả là có 4 ký tự đầu tiên là số, đúng không ạ? Đấy, ta xem cái phần bên này. Cái chuỗi mình khai báo đó là 1421 SDBC đó đằng sau đấy. Đấy. Thì chúng ta để ý cái phần đầu tiên bắt đầu của nó là 1421 đấy. Trước thì như chúng ta thấy thì nó có 4 ký tự là chữ số, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây nó cũng đã in ra, nó kiểm tra và nó in ra là có 4 ký tự đầu tiên là số. Đấy. Rồi, mình sẽ giải thích như sau. Ở đây cái vòng lặp while nó thực hiện như sau. Nó kiểm tra cái nó dùng cái lệnh is digit này để kiểm tra xem cái chuỗi A này có phải là chữ số hay không. Đấy, thì lần lượt đầu tiên nó cho y bằng không. Đấy. Thì nó kiểm tra cái số này. Đấy. Đấy, nó là kiểm tra xem nếu mà nó là một chữ số thì nó tăng cái biến y này lên một đơn vị. Đấy. Đấy. Và nó cứ làm lần lượt như thế. Rồi, sau khi nó tăng lên một đơn vị thì nó sẽ kiểm tra tiếp tục kiểm tra xem nó có phải là chữ số hay không. Nếu nó là chữ số thì nó lại tiếp tục tăng. Đấy, cho đến khi nó kiểm tra đến đây, đến cái A đây A0 này, A1, A2, A3, A4 đến A4 thì đây là một cái ký tự S là chữ số thì nó sai, đúng không ạ? Thì nó sẽ dừng lại và in ra cái kết quả là có bao nhiêu cái ký tự đầu tiên ấy. Và cái số ký tự lúc này sẽ là y. Đấy. Đơn giản như vậy thôi ạ. Đấy. Bây giờ mình thử thay thêm một cái số. Rồi. Bây giờ mình thử là với hai chữ số xem nào. Rồi. Như vậy nó đã in ra kết quả là sẽ có hai ký tự đầu tiên là số. Đấy, ta đối chiếu kết quả ở bên đây. Đấy, nó cũng cho là 1 4, đúng không ạ? Đấy. Thì là hai ký tự là chữ số, đúng không ạ? Rồi. Như vậy thì với cái câu lệnh edit này thì chúng ta cần lưu ý như sau ạ. Về chức năng của nó, đó là nó kiểm tra cái chuỗi. Đấy. Xem là nó cái chuỗi đó có bao nhiêu ký tự
đầu tiên là số đấy, tất nhiên là nó kiểm tra tuần tự ấy, từ ký tự đầu tiên cho đến cái ký tự mà nó là chữ số là ký tự chữ cái thì nó sẽ dừng lại và in ra cái kết quả đấy. Thì trên đây là một cái phần giới thiệu về cái câu lệnh Inexist trong cái thư viện CTPy.h này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.